tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Lương Thị Linh cùng đông đảo sao Việt gây chú ý khi cùng quy tụ tại sự kiện. Sự kiện trao giải ngôi sao của năm 2020 diễn ra vào tối ngày 19 tháng 1, quy tụ đông đảo dàn sao Việt đình đám. Bên cạnh đó, không thể vắng bóng dàn hậu bước ra từ những cuộc thi nhan sắc uy tín nhất nhì cả nước, Đỗ Hà, Lương Thị Linh, Đỗ Mỹ Linh, Kiều Lan. Chọn những trang phục đúng dress code, nhưng dàn mỹ nhân vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình. Tròn 2 tháng đương nhiệm, Hoa hậu Đỗ Hà là cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả bằng nhiều hoạt động tích cực trong thời gian gần đây. Vừa qua, cô nàng đã có nhiều chuyến thiện nguyện tại nhiều tỉnh thành khác nhau, đặc biệt là thành lập quỹ học bổng mang tên mình để hỗ trợ cho các học sinh nghèo vượt khó. Không chỉ hoàn thành tốt vai trò của một nàng hậu, mà Đỗ Hà còn cống hiến cho giới giải trí bằng sự trẻ trung, năng động của mình. Chọn lựa chiếc váy tôn dáng với điểm nhấn là chiếc nơ to bản, khiến Hoa hậu Lương Thị Linh không thể lu mờ khi sải bước đến sự kiện. Tại lễ trao giải lần này, cô còn đảm nhận vai trò MC cho chương trình. Mặc dù sốt cao trước đó, nhưng nàng hậu gốc Cao Bằng vẫn tự tin cầm mic dẫn dắt cho đến khi buổi lễ kết thúc. Có thể nói ở tuổi 20, Lương Thị Linh đã khẳng định được sự đa tài của mình. Kết thúc nhiệm kỳ hơn 2 năm, nhưng Đỗ Mỹ Linh vẫn là nàng hậu được đông đảo khán giả yêu mến. Với thiết kế cúp ngực của nhà thiết kế Võ Thành Cang, người đẹp tự tin khoe vai trần gợi cảm. Cô khéo léo chọn lựa trang sức nổi bật và hài hòa với bộ cánh của mình. Được biết bộ trang sức có giá lên đến 21 tỷ đồng. Nhan sắc của nàng hậu cũng ngày càng trưởng thành và mặn mà hơn. Xuất hiện tại sự kiện vừa qua, Kiều Lan chọn lựa bộ cánh vàng gold nổi bật trên thảm đỏ. Nhan sắc của cô được đánh giá là ngày càng thăng hạng sau khi lọt top 10. Đó cũng là lý do giúp cô được trở thành một trong năm đề cử tại hạng mục mỹ nhân thuộc khuôn khổ giải thưởng ngôi sao của năm. Kiều Lan còn thể hiện khả năng ca hát của mình bằng ca khúc mới Còn Sống Còn Yêu do Châu Đăng Khoa sáng tác. Đặc biệt phần rap được nàng á hậu viết lại, nhắc đến các đề cử trong giải thưởng để phù hợp với nội dung chương trình. Cô nàng đã khuấy động cả sân khấu bằng giọng ca đầy nội lực cùng phong cách trình diễn đầy quyến rũ của mình. Thái dáng đầy thần thái trong bộ váy cắt xẻ táo bạo chính là á hậu Ngọc Thảo. Những hình ảnh của người đẹp trong sự kiện lần này khiến fan không khỏi trầm trồ. Với kinh nghiệm nhiều lần sải bước trên sàn catwalk, cô nàng chắc chắn sẽ làm nên chuyện nếu tham dự vào bất kỳ đấu trường nhan sắc quốc tế nào. Á hậu một Phương Anh lại khoe nhan sắc tựa nữ thần trong bộ cánh của Đỗ Long. Không chỉ ngoại hình mà tri thức của nàng hậu còn là dấu ấn đặc biệt của cô nàng tại cuộc thi. Sau khi đăng quang, cô nhiều lần thử sức với lĩnh vực MC và mong muốn trở thành biên tập viên truyền hình trong tương lai. Trở về nước sau 9 tháng kẹt dịch tại Ba Lan, á hậu Diễm Trang vẫn chăm chỉ tham gia vào các sự kiện giải trí. Cô vừa trở lại với công việc yêu thích quen thuộc của mình tại đài truyền hình đầu năm nay. Sự kiện còn có sự góp mặt của đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tổng đạo diễn của nhiều cuộc thi nhan sắc lớn. Mặc dù đang bận rộn với chương trình Táo Xuân Tân Sửu, nhưng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng bày tỏ rằng mình không thể bỏ lỡ lễ trao giải vô cùng đặc biệt vừa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.